Và như chuyên gia vừa chia sẻ thì bảo não an với hoạt chất chính đó là Ginkgo biloba được bào chế dưới dạng phân tử nano. Ginkgo biloba hay còn gọi là bạch quả là một loại dược liệu rất là quý, được sử dụng lâu đời, giúp tuần hoàn máu não. Vậy thì thưa bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là Ginkgo biloba được bào chế dưới dạng phân tử nano thì sẽ có ưu điểm gì hơn so với Ginkgo biloba được bào chế dưới dạng thông thường ạ? Ta nói một cách đơn giản, tôi thí dụ như là trước kia nhá, thí dụ ta dùng thuốc sắc, ta phải sắc nhiều ngày, đúng Vâng. không? Thì ta mới ra được các cái hoạt chất, các thứ khác của nó. Đấy. Thế nhưng bây giờ người ta đã đóng thành viên rồi, người ta sản xuất công nghiệp hiện đại hơn thì rõ ràng tiện lợi hơn và rõ ràng tập trung các cái nó cô đọng hơn, vân vân. Thế riêng cái nano ginkgo biloba thì nó chiết xuất từ cây bạch quả. Thứ nhất là nó cải thiện vi tuần hoàn. Đấy, cái nhất. Cái thứ hai làm giãn các mạch ngoại vi. Từ đó nó sẽ làm cho thì tăng thẩm thấu, tăng cái trao đổi chất giữa các cái vi mạch và các tế bào. Đấy là cái rất là quan trọng mà ta rõ ràng là cái này cũng là một cái vị thuốc không những Việt Nam mà cả thế giới ta cũng dùng. Đã. Dùng. Thế nhưng mà khi mà nếu mà dưới thẳng dưới dạng thô lại dưới dạng trước ấy, thì với bào chế trước ấy, thì rõ ràng hấp thu nó sẽ kém, không có gì hấp thu toàn bộ được cả nhé, và phân tử nó to cho nên nó dẫn đến là rõ ràng là không hấp thu được, không chuyển hóa được nhanh, cho nên là cái tác dụng của nó hạn chế rất là nhiều. Thế nhưng bây giờ nếu người ta dùng công nghệ nano, công nghệ nano là một công nghệ rất mới, rất tiên tiến hiện đại ngay. Thế thì nó tạo ra thật các cái siêu phân tử của cái Ginkgo biloba. Đấy. Thế thì siêu phân tử thì tôi thấy là người ta đã thấy là nó chỉ khoảng là 45 đến khoảng 115 nanomet thôi. Nếu mà ta hình dung gì, nó chỉ bằng 1/5000 của đường kính và bằng 1/5000 cái sợi tóc thôi. Người ta thấy rất là nhỏ đấy. Thế thì rõ ràng quá nhỏ, nó sẽ là gì? Nó sẽ len lỏi qua được các hệ mao mạch vi mạch. Nó thẩm thấu được vào trong tế bào nhanh hơn, tốt hơn. Người ta xác định nó có thể hấp thu chuyển hóa đến 99% qua công nghệ nano với anh nano kinh của Kiloba đã biết nhất. Hay là rõ ràng là gì? Thế nó sẽ thẩm thấu được bao nhiêu, nó nuôi dưỡng tế bào được nhiều, cho nên là rõ ràng công dụng tác dụng của nó gấp bội lên rất nhiều, gấp nhiều lần. Đấy, đấy là cái công nghệ nano đối với cái sản phẩm Ginkgo biloba như vậy. Vâng ạ.